Đây hôm nay là dùng quýt bạn Tây đây cả nhà. À, dùng quýt bạn Tây, quýt này quýt quýt Pháp nè. Nó quơ càng như chặt anten này cả nhà, nó gà đài vậy. Bên đây nó cũng bò nè, bên đây nó bò đi nghe ngu ngao nè. Nó bò. Nó khôn ghê, nó bò xuống. Không luôn, rồi mình cho vô con nghe cái động này nè cả nhà. Rồi ôi, cái đường nào mà chịu nổi, tôm nó bò như vậy nè. Nó quơ nè. Nó chạy à. Cho cái nhà con xem cái con đông nha. Đây. Cá lông tông này cả nhà. Bắt được con tôm càng hào. Tôm này là 600 ngàn một ký. Hết đi. Đúng rồi. 600 ngàn một ký thôi cả nhà. Tôm này tôm thiên nhiên là 600 ngàn. Càng. Hi, xin chào cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ mời cả nhà đồng hành của mình đi đến cái nhà của bạn Ti. Và bố của bạn Ti và mẹ bạn Ti thì phải cho mình đi xuống đây sổ mương tôm để mùa nước mặn nè. Sợ tôm nó bị rủ nên mình sẽ bằng nhà bằng ti sẽ sổ trước đó mà, tại hôm nay nước mặn nó vô sớm quá cả nhà, bị dở đập dở đê đâu mình không biết, nhưng mà hôm nay mình thấy cái tôm này là mình ghiền rồi cả nhà, con nào nó chập bá vậy nè cả nhà, mình thấy 4-5 con mình mê mấy con cá lóc luôn, mà sổ 20 này chuyến này no, mình chắc độ chắc đầy 2 xô bê này quá. Mẹ ti khoái rồi. Nhưng mà nãy giờ mình thấy nó bò nghiêu ngao, cả nhà thấy không? Kìa, nó bò kìa, nó đâu đưa câu lên kìa. Ủa? Nó quậy nó nước đục luôn, quậy nó quậy nó đục luôn. Thì bây giờ là mình sẽ cho cả nhà xem biết được đây là tôm nuôi ha, tôm thiên nhiên nha cả nhà. Đây là cái này là gọi là cái hôm, đây gọi là đập tràng. Chứ việc là bạn dừng lại vậy thôi là tôm thiên nhiên á, nó sẽ vô đây nó ở, nó định hình ở đây. Và mình có việc là mình chỉ thả mấy bụp này vừa xuống hả Ti, hả? Đâu có gì hả Ti? Dạ, nó với trà chị. À, rồi để trà, rồi để cho nó ở thôi. Chị ra nước ra nước vô vậy đó. Nước vô tôm thì vô được, nhưng mà ra không được nha. Đó là cái đú vậy. Cái hôm vậy. Cái hôm để tôm nó vô. Đó, rồi mình sẽ dàn lưới vậy. Để tôm nó không có ra nha cả nhà. Mình giữ vừa rồi cho nó ăn nữa. Để khiêu khích nó vô để cho nó vô nó ở. Đó, mình phải bỏ trà nha nè, cây nè. Đó, trà vậy nè, tôm nó vô nó khoái lắm, nó ủ. Mà tôm đặc biệt nó ăn dơ nhưng mà nó ở sạch nha cả nhà. Nó không, nó khác là cái chỗ đó là vậy đó. Con này nó lạ lùng ở chỗ đó đó cả nhà. Thì bây giờ là chút xíu nữa mình đợi nước nó cạn rút bọng hết rồi, bác hai rút bọng hết rồi thì mình Ti và bác gái sẽ xuống đồng hành cùng cả nhà để xuống bắt vài chục ký tôm để lên và ăn Tết mùa này. Vô nhà Ti cho ăn quýt nữa. Này lời chén luôn cả nhà. Ở nhiều dữ Ti. Rồi cho chị hai tỏi em một tỏi. Đâu? Ừ. Con tôm càng, bà thấy cái đuôi. Cái càng quá luôn. Trời ơi, thiệt, ôi cái càng nó mà to thế. Kìa. Lần sau gì á? Kìa tí, nó không biết nữa tí. Lửa. Thấy cái càng nó bán nè. Nó. Nãy giờ là đó. Đó, vô tập càng dài thòn rồi tí ơi. Lửa. Thấy rõ không chị? Rõ. Nó bơi kiểu gì là má tao nhìn không ra đâu luôn. Mất vô coi. Cá tròn lâu nguyên bình nè, nó còn bắt rồi. Bây giờ là mình sẽ mời cái nhà đồng hành của mình xem ông hai ông bắt con cá nhát này cả nhà. Wow, nó hết chạy thấy không? Cái vừa ông hai vừa hả? Bé ngạnh luôn. Oh. Đó thấy chưa Ti? Ừ. Thì bỏ chung tôm hay sao không thay?
Bà ơi, vô nhà lấy túi số bự. À, bỏ chung đó. À, đi về vậy tới luôn. Chưa. Được thấy không? Không. Nè. Ừ. Tôi không nói, tôi bắt được con tôm tôm càng. Wow. Tôm này là 600 ngàn một ký. Hả chị? Hả chị? Này nè. Đúng rồi. Mình có tâm gì vậy? 600 ngàn một ký nha cả nhà. Tôm này tôm thiên nhiên là 600 nha. Bung càng ghê vô. Vậy nó rộng á hả? Ôi con tôm cà. Mưa nước này cái lỗ của nó bỏ ngay đó nó thấy rồi. Trời ơi. Đây con đó là ai ơi? Có không? Tôm lợp. Tôm to nhỏ. Lớn nữa đó, đây càng lửa. Đó là đoạn tâm luôn tôi ơi. Quý hồi nãy là không bắt cái là cầm cái xô đó quý. Con tay nãy dưới lượng cá là tâm. Đem vô đập nha. Quá trình mồng tâm. Hết nước rồi thì ai đi. Rồi thì bắt giống cái ông Tâm hãy. Quý. Thì giống cá linh quá ha. Ừ. Nó bự ra, mấy cá nổi là bự đó. Ủa quý bắt lìa lìa đúng không? Ừ, hôm nay luôn tôm bắt được gì đã mấy. Thôi đó, nó bắt được ở đây lùa xuống ngàn vô lỗ luôn rồi đó. Quý bắt cá, tôi thấy nó đổ mồ hôi luôn đó thầy. Hộp lụm lìa lại luôn. Ừ. Này có kiếm mấy hả thầy? Con nó kiếm mấy. Ngày sau hai mình đổ đâu sao hả? Thôi bỏ này xuống này cá luôn đây nè. Quậy vậy. Rồi mấy con đâu mà bánh tiếp không? Rồi qua đất bắt. Như mình bắt nhiều đem nhà bớt nha các bạn. Rồi cả nhà ơi có ai ăn mít hay gì xin liên hệ bằng ti luôn nha. Nhà bằng ti có mít luôn. Cây nhà lá vườn. Mít không có nhiều, bọn ti trồng có 100 mấy 200 cây thôi, không có nhiều. Đủ hết xin rồi. Lỗ này chú ý. Đây, lỗ đây. Hà Ti. Đây cái nhà, bạn Ti giờ đang tát nữa là không biết cái ra cái khu vực này từ khúc khúc là biết mấy khúc nữa. Nãy giờ nhiều quá mình không thể nào mình đứng được. Nhiều khúc lắm. Chặn cái gỗ này để bắt cá lồng tâm. Mỗi lần chặn như là bắt lần có ký mấy 2 ký lồng tâm ở cả nhà. Bạn Ti giờ là hết hơi rồi. Máy này đã bị thiếu nhớt. Hết xăng. Trời ơi, giờ nó quá nó dồn ở đây nữa nha. Nó cháy qua ngoài, cháy má nó còn cháy. Chìm, tăng một cái nó tiểu quyêu. Ôi nha. Để lên vô, nó bò nè, cái nhà thấy mê không? Cái đó thì mày họ sẽ bắt trời. Cây không đúng rồi. Cây không. Ba cây ngâm cho mình lần ghê lắm. Tiền để đâu cho hết nữa Ti. Vô nằm cả nhà. Ô! À, ông hai bắt. Ông hai bắt. Ô! Ô đâu? Đâu? Kìa, xô đục cá. Ông hai bắt được mà. Con nãy đây thấy con nào hay? Ừ.
bây giờ là mình lên. Ui, ui. Ui da. Đúng rồi. Ui da. Ông thục con cái muốn chết luôn. Ui da. Này, này ăn càng gì không hay? Hello. Trời quý bắt cơm không có lối. Múc rồi rồi. Trời ơi. Mềm hay gì không? Mềm. Ôi. Má ơi. Hơn nuôi nữa. Ngon ngon ngon. Xong rồi đó, tái đi đi. Tái có hồng xong đi. Mình chỉ việc đứng ở đây hồi bắt cá lóc ở nhà ơi. Chứ mình đi hồi nó cá nó chui vô giấu hồi giò bắt không được. Đó. Giờ mai không có bóng là cái bụng cây đó đó. Đây cái bụng cát đó. Được không? Đi hồi tôi dở rồi không có cái gì. Tôi dở rồi. Không nội. Nó chui à. Nó có vô giò nữa. Thôi đó 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 cát con nội cái này rồi. Nhà nó rút được rồi mới đóng cây nước rồi em đó. Trời ơi tinh danh nhắc luôn nè. Đứng đây chờ tôm lên đúng không? Được chưa? Đây đây đây. Đứng lâu không? Kìa. Cái trê. Cá lóc. À cái trê. Mày lên đây trốn này. Mày bắt cái trê quay bỏ gỗ bắt luôn đi. Lấy cái gỗ gì vậy? Này chuối. Nhẹ nhẹ tay không? Đi à? Đây nè, đây nè, đây nè. Đó đó. Đó đó đó. Cái này tôi muốn nấu đây nè. Đó, 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 đó. Đó, chết con. Bên kia không ăn nha. Rồi. Bây giờ tôi nói người có mồ hai cái đầu lên chằng chằng. Rồi, tao ổng bắt luôn. Chứ có trê mà. Còn nữa nè. Con. Rồi, nằm chỗ giò rồi. Rồi bắt bằng tay không luôn rồi. Yeah. Nào để, có bắt con. Ra đuôi. Đừng vô ấy, đừng vô cái gỗ hứng. Chứ còn hả? Còn xong. Chổng luôn đi. Chổng luôn đi, chở ra luôn đi. Rồi té hết rồi. Nói rồi. Ê, còn đi cái. Con. Còn chứ sao hết. Vô không? Đi đâu? Trời ơi. Đó chuối. Cá lóc cái này. Ừ, cá lóc. Ông này ông được mấy này. Đó đây con đó nè. Thấy chưa? Con này chú ý. Để ông bắt đi rồi Phan. Ủa, cá lóc à. Tôi dở ra luôn ấy, ừ. Đó. Con nhỏ. Đó. Bự dữ lắm. Đây nè, nó đây nè. Đằng Ti đúng rồi, ngay vô Ti á. Trời ơi, xong quá hay dữ ta. Đó, thấy chưa? Trời ơi. Thật tiếc. Trời ơi. Quá tệ vậy. Xong rồi đó. Bốn con đúng phải. Bốn con này với cặp cá trê. Kỳ quá trời. Hai cái trê đúng rồi đó. Ủa cái trê vậy? Cặp nó ngủ đẹp quá. À, cặp trê để làm cặp. Cá lóc thì đâu biết được hả? Nó là đi gặp hai con thủ mình bắt không dám bắt. Bắt cho nhục. Đúng rồi, nãy bắt tôm bắt không lại. Tôm nổi râu vậy bắt không lại đó mà. Con bắt nó dưới. Con vậy, bắt quý. Đâu? Chú ơi, lại bắt cá lóc rồi chú ơi. Trời ơi, con tôm bự luôn. Trời ơi, bắt nó. Bự không quý? Bự. Ủa nằm hay quá vậy?
Trời cũng trọng ngốc ơi. Thề cũng mới trồng cái lá hồi nào giờ cũng vậy á. Chụp nó ngoài, chụp nó ngoài, không cần quý chạy à. Ôi da, chết trong bè luôn. Dí con cá lóc, ôi dí con gà luôn. Chị chạy nó quý gì được. Ôi chị biết nó đi. Đúng không? Đúng rồi. Trời ơi. Tì bắt ra cái nhà, tì lùa cho mình bắt không á. Dở ra. Còn nữa hả? Bắt không tí. Không, nghe là sơ sót hết chưa? Lục nữa, giờ tới nó lục nữa, nãy không lục ra rồi, giờ lục nữa. Chú ý đây con, chú ý. Đó, đó. Trời ơi. Trời ơi, bự ra. Bắt luôn, bắt luôn. Không, nãy tôi nghe rồ tới đây luôn mà. Trời ơi. À. Cái động này gì tê ơi. Cái động cái gì á? Phải là cây nhiều nè. Rồi nãy giờ 3 4 con đây không? 4 con, 4 con. Còn em nào lận bay không? Em nào ra đây? Ở đâu lên tới đó vậy tí? Lên nè. À. Mồi. Hết rồi. Phóng xuống là tao phóng thằng mày luôn á. Đâu đâu. Ôi ôi. Coi chị Quý. Hả? Em coi. Nè. Bắt chị coi luôn. Bắn luôn á. Trời ơi. Mẹ vô đó sạc đi mua tôi mẹ. Mẹ đó đây mẹ. Trời ơi. Bây giờ là mình chỉ mới có một lúc đầu thôi, mới có 10 con, giờ chuẩn bị đi bán tôm rồi mấy nhà ơi. Không có đây nữa. Con cái này chị bắt được tôi ơi. Ta mượn gì mượn sói thằng con bớt đi. Quá trời luôn. Đây lại lấy. Sạch tôi đi. Đó đây, chị đó mặt tôi. Đó, bự đem ra ngoài bỏ cá hồi vào qua mua kia nó rửa chị. Rửa sao? Ngứa. Sình mà. Đây. Cái lóc lủng không? Khủng lên mình cái lóc ngọt đó đó. Nè. Chung cái sao bạn thay đi. Má cái giá nó chung đây nè ông nội. Đó, hai bỏ coi vô hai. Cá tê, đi đây đi dầm bên kia. Cá tê, cá tê để đồng viên. Ê, đây, đây, để đồng viên. Đó, cộng vô đây. Cá lông. Đây, đây, đưa hết chung nè. Ừ, giỡn với nước cái này cái trống đó. Giỡn cái gì bắt không được cái giỡn cái gì. Đúng rồi. Chơi cái đây miếng nè chị ơi. Đó. Đi đi. Chạy xe về chở mẹ bắn tôm nè. Chạy xe về chở mẹ bắn tôm liền. Mê quá hay. Ừ. Ủa hết rồi cái ông trời. Ông nội ơi. Ken ơi, kiếm đầu dằn Ken ơi. Đừng la nha. Đừng la lên. Hết hồn. Hơi hết hồn. Tôm này á là mình không có nhiều bạn, chừng 5 6 ký à chứ không có nhiều. Đúng rồi. Thôi, khui ra tí ơi. Có lửa ra không tí? Lửa không? Trời ơi. Tôm bị mất không à. Trời ơi má ơi. Trời ơi. Gì rồi? Gì bằng sao? Trời, có nhiều rồi mà làm một lần tắt lần rổ này. Hả? Không ơi. Lần tắt rổ đó. Dạ. Rồi bây giờ bắt ra đi bán. Hả? Có bỏ nước vô nó không hả? Con này có mấy trời ơi, ôi buồn chán. Thôi giờ đi qua một kia. Nó bự quá trời ơi. Ôi ôi. Quá trời con nào con nấy kìa. Thôi sao nó mềm quá hay. Mềm, mềm, nước làm này là phải lọt rồi.
cô ba cô hai nói á, vậy là ít. Như đây là không đủ, bình thường là phải một gỗ xanh này. Cái này có 4 kg gì chứ đâu phải ít đâu. Mà tôm càng không lỗi nhất không à. Nhưng mà hai nói là nó vô bây giờ là chuẩn bị hai chuẩn bị đợi con dâu về đi bán. Còn một mương nữa. Đúng rồi. Mới con mương. Trước lô này cá chở 3 triệu không nhiều cả nhà. Đúng rồi, chắc 3 triệu à. Mình nói theo mình nhiều hàng lắm. Vô nó phải lựa ra từ khâu từ khâu nha cả nhà. Cái đồng rồi hết có lắm bắt con đi. Dạ được rồi, không hai ơi. Có bắt con về ăn gì không ơi. Thấy mê luôn á. Nhỏ cái lóc nè. Chặt lê đi. Mấy cái lóc của anh Nhâm nè. Chặt nước. Ừ, anh cho chị mấy cái lóc. Mấy ngóc rồi về. Đặt đặt gì? Cắm câu. Ít là đặt câu, ấm ớt hả? Cắm gì? Cá lóc, cái cá trê ở dưới cùng kênh của người em vậy á. Quá trời luôn. Dạ. Cái này cá đực nè. Trời ơi, động luôn. Bây giờ là được ông hai tặng quà. Nó gãy à, cái chừng kiếm nó ngủ rồi, hai cái bị gãy à. Tại vì nó có chui với chú. Dạ, rồi con cảm ơn ông hai luôn nha. Mình được chú hai tặng cho một con cá. Một con cá về ăn bữa cơm chiều. Con xin phép cả nhà con về nha. Rồi, cảm ơn. Lát đi nữa. Chú hai con về, chú hai ơi. Dạ. Đi nhờ Ti nó đưa mình lên trước. Ui, được có quà luôn cả nhà. Vui vui quá. Đó. Vợ Ti đây chuẩn bị bắt con tôm về và luộc. Lọt vô máy luôn nha. Đi ra đi không dám bắt. Bắt đi. Nó đóng siêu rồi không thấy đường nữa nè. Trời ơi vợ tôi. Trời tôm bự không? Cho là mình sẽ được về. Đi đường nào ra cưng? Hả? Đi. Mình được vợ của Ti sẽ chở cho mình đi một khúc. Và mình hẹn cả nhà clip sau nha. Bye bye. See you again. Và mình được có quà. Rất là vui.